thì hết cửa miệng mà bằng cách vác mic. Khác ai về ngôn ngữ, tôi khác ai về tâm tư, khác họ về câu chữ, tôi có thể tặng những tâm thư để gửi lại những điều tôi còn thấy sót. Nếu ngày mai bằng cách truyền đạt không dễ dàng mà tôi phải làm trong hiện tại, thật ngại nếu tôi hỏi nếu không gáp tôi là ai. Câu trả lời sẽ không quá khó nếu như bạn biết tôi là ai. Vậy thế nào khi tôi muốn hỏi vị trí tôi đứng có gì sai? Câu trả lời từ những người khác trở thành câu hỏi bạn là ai. Nực cười là cả tôi vẫn chưa thể biết mình là ai, nhưng tương lai tôi và bạn sẽ có thể biết mình là ai. You and